Hải vui mừng chào đón các bác đến đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Em tranh thủ quay video để gửi đến các bác một sản phẩm của hãng Sharp. Con này là Sharp QT7DX. Thì màu này cũng là màu rất đặc biệt. Độ mới thì của nó thì em đánh giá rất mới. Thì một ngày hôm trước thì em không thể lên video được vì có chút việc riêng, nên là đã gián đoạn thời gian đăng tải video. Hôm nay mình có thể đăng tải video lại cho các bác. Thì con này thì nó là hàng ship Nhật, hoạt động hoàn hảo các chức năng, tua nhớ bài rồi tua đi tua lại ok hết. Em sẽ test phần cassette trước, sau đó sẽ test cả phần radio cho bác. Bác nào quan tâm sản phẩm trên thì liên hệ. Em không phải giá sản phẩm trên có mức giá là 8.500.000 đồng, giá trên chưa phí ship. Bác nào ở Hà Nội đến tận nơi mua hàng sẽ được giảm giá. Và các bác mua hàng thì được tặng một cuốn băng để test đài, tặng một dây nguồn, con này là cái nguồn adapter ngoài 9V, và tặng một dây line in, giá 8.500.000 là chưa có phí ship. Bác đến tận nơi mua hàng được giảm giá 200.000. Địa chỉ của Thế Giới Đài ở số nhà 107Y, ngõ Việt Hà 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và ngoài ra bên em có ship hàng toàn quốc. Sản phẩm trên bán được bảo hành 3 tháng. Và bây giờ em sẽ test luôn tính năng cassette nhé. Bằng này ạ. Mình cho nhau
tua này, tua này, đấy, hoạt hoàn hảo các chức năng nhá. Và bây giờ em sẽ chuyển sang phần test tính năng radio cho các bác. Phần radio chiếc này nó là FM full 108, vì thế nên bắt được tất cả các đài ở Việt Nam. Nút radio ở đây. Chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cảnh báo căng thẳng giữa Israel và Iran có nguy cơ châm ngòi cho cuộc khủng hoảng mới dữ dội tại Trung Đông. Trên kênh Telegram, ông Polyansky viết, Iran cảnh báo nếu Israel trả đũa, nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ra thông cáo nêu rõ Tokyo phản đối cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel, gọi đây là diễn biến leo thang và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình này. Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã cảnh báo cả khu vực sẽ rơi vào hỗn loạn. Vừa nghe bài hát Tình Em Tháp 10 sáng tác Lê Thanh Sơn do ca sĩ Đình. Và sẽ niềm tin mỗi chặng đường dài. Biển cả là quê hương, là tất cả những thứ chưa kịp nói đến được. Hạnh phúc đang lên khi con tàu của các anh đồng hành cùng những chiếc ghe chiếc tàu của bao ngư dân. Đã giới thiệu được thế nào là Bích Diệp đã sẵn sàng bước lên cánh cửa thứ hai chưa? Em sẵn sàng. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng Bích Diệp mở khóa cánh cửa thứ hai, những giai điệu bí ẩn thôi nào. Và sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho Bích Diệp. Em hãy điền từ còn thiếu vào câu hát sau và cho biết tên của bài hát là gì. Rồi, em sẽ chuyển sang hình thức quay của hình thức cái đài nhé, cho các bác. Em thì em không có cái bàn để kê, vì thế nên em đang để mấy hộp xốp của cái đài này nè. Ba của hai cái đài chồng lên để làm cái bàn để kê. Thì về hình thức của chiếc đài thì theo đánh giá là rất là mới ạ. Đây ạ. Rất mới luôn các bác nhá. Rất là mới ạ. Phần quay sách đây ạ. Cực kỳ là mới nhá. Trên này thì nó có một cái vết ra. Một cái vết bị lõm vào đây. Đấy. Nên phải nói luôn các bác. Đây là một vết lõm vào đây. Cái này là cái nẹp nhôm. Giá thì nó cũng là ở cửa tiền 8,5 triệu, không phải là rẻ, vì thế em cũng nói rõ sản phẩm của các bác. Sản phẩm trên bán bảo hành 3 tháng và bên em có ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán, không phải cọc tiền, không phải đặt tiền trước. Các bác chỉ ưng sản phẩm thôi, em sẽ đóng gói gửi tận tay các bác và nói rõ luôn là có một cái vết móc ở đây. Đấy, các bác xem kỹ video nhá. Sản phẩm sản xuất từ những năm 70-80 thì không thể tránh được, ngay cả vàng mình để nó còn xước ạ. Rồi, thế giới đài xin tạm dừng phần test cũng như là giới thiệu quay chi tiết chiếc đài của hãng Sharp, có mã là Sharp QT7DX tại đây. Một lần nữa xin tạm dừng phần test và giới thiệu chiếc đài tại đây. Hẹn gặp lại các thầy quắc ở các video tiếp theo. Xin chân trọng cảm ơn.